Hello, xin chào tất cả các bạn, lại là Huy đây, các bạn học hành sao rồi? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast của DES. Vào những tập trước thì chúng ta đã có cơ hội để tìm hiểu về những cái định hướng cũng như là những cái cách để mà chúng ta có thể định vị bản thân cũng như là cái chương trình học của mình làm sao để mà nó hợp với lại ngành graphic design. Thì trong podcast lần này, Huy muốn giải đáp một cái câu hỏi mà Huy nghe được rất là nhiều. Đó là một cái câu hỏi về cái tuổi để học design. Rất là nhiều bạn hiện nay đó, thì các bạn sẽ đâu đó muốn đi học design ở những cái tuổi như là 25 tuổi, 28 tuổi hay thậm chí là 30 hay 35. Thì các bạn luôn có một cái thắc mắc là liệu là 30 tuổi có thể học design được hay không. Thì để mà trả lời cái câu hỏi này đó, thì chúng ta phải trước tiên là nói về cái chuyện đó là tại sao mà cái ngành graphic design ở Việt Nam á, nó hiện chưa có nhiều cái người trên 30 tuổi lắm. Thì các bạn cứ hiểu đơn giản là như vậy. Ngành design ở Việt Nam á, nó là một ngành rất là mới. Cho nên là thành ra những cái bạn mà học design á, các bạn bây giờ có làm lâu tới mấy thì cũng chỉ tầm 35 tuổi thôi. Cũng có những người đạt tới cái ngưỡng là gần 40 tuổi thì cũng gọi là lão làng rồi. Graphic design tới Việt Nam cũng chỉ 15-20 năm về trước. Còn bây giờ thì các bạn mới bắt đầu biết tới. Thành ra khi mà các bạn nhìn thấy là không có một designer nào mà trên 30 tuổi thì bắt đầu các bạn có cái cảm giác là trên 30 tuổi thì không có được, không có làm design được nữa. Thì tôi thấy cái điều này nó không có chính xác ha, vì thị trường của mình nó khác. Còn nếu các bạn nhìn qua thị trường phương Tây đó thì có rất nhiều designer họ làm tới 40, 50 tuổi, 60 mấy tuổi như Paul Asher vậy, thì cũng chẳng có vấn đề gì cả. Đó là một. Tiếp theo đó là Huy cũng rất hiểu, đó là những bạn mà đã tới cái ngưỡng tuổi là 30 đó, thì bắt đầu người ta hay gọi là midlife crisis, đúng không? Kiểu mình sẽ bắt đầu nghĩ tới những cái thứ như là về tương lai, về vợ con, về sự nghiệp. Tại vì mình thấy là mình chưa đi tới đâu hết, mà bây giờ mới bắt đầu ngành design thì nó trễ quá. Thì thật ra đó, chúng ta đâu đó năm 18 tuổi thì bắt đầu chọn học đại học. Thì những cái năm 18 tuổi nói thẳng ra là chúng ta khá là ngây thơ. Thành ra là một là chọn sai, và hai là chọn theo ba mẹ. Thì thành ra chúng ta không có được học cái nghề mà chúng ta thích. Xong rồi sau đó thì chúng ta cũng sẽ làm ở một cái nghề chúng ta không thích. Cho nên là các bạn mới muốn chuyển qua ngành design. Và Huy nghĩ á, 20 tuổi, 25 hay là 30 tuổi nó cũng chỉ chiếm một cái số rất là ít trong cái khoảng thời gian sau này của các bạn. Tại vì cuộc đời thì Huy nghĩ là các bạn cũng phải sống tới 70-80 tuổi. Thành ra là cái việc mà 25 tuổi học hay 18 tuổi hay 30 tuổi không là vấn đề. Thậm chí bây giờ cái việc học á, thì chúng ta phải hiểu nó là cái việc cả đời, chứ nó không phải là cái việc nhất thời. Trong ngành design thì rất là nhiều bạn không có cái cơ hội là học và làm đúng ngành đâu. Những cái anh chị designer bây giờ đó, nếu mà các bạn hỏi ra thì toàn là người trái ngành chuyển qua và học ở một cái giai đoạn không phải là còn trẻ. Cho nên là các bạn cũng đừng có sợ cái việc đó là quá già. Chúng ta nên bình thường hóa cái việc đó là lúc nào cũng học. Cái việc học là cả đời, ngay cả những cái người mà 40-50 tuổi thì cũng đâu thể dừng cái chuyện học được. Có thể họ vẫn bỏ ra những cái thời gian nhất định để mà học thêm kiến thức. Và design nó là một ngành rất là đặc biệt. Tại vì các bạn có thể, những cái mà các bạn học ở trong ngành design đó, nó không có mất đi đâu, cho dù là các bạn có không có làm design sau đó. Rồi, một cái nữa Huy muốn nói tới đó là có rất là nhiều bạn khi mà Huy đi talk show á, thì các bạn có hỏi Huy là cái việc học design có trễ hay không. Thì có một cái lần có một bạn chia sẻ rất là hay. Đó là bạn nói là bạn đã 28 tuổi rồi, nhưng mà bây giờ bạn quyết định đi học design. Tại vì cái năm 25 tuổi lúc bạn muốn học á, thì bạn lại quyết định không học mà bạn chờ hoài. Bạn chờ cho tới khi nào mà bạn ổn định. Và cái thời gian cứ vậy nó trôi qua. Rồi khi bạn nhìn lại đó, thì bạn đã 28 tuổi rồi. Nó không còn là cái người 25 tuổi nữa. Nhưng bạn quyết định là bạn thấy tiếc quá nên bạn vẫn đi học. Thì cái điều này nó cũng xảy ra với rất nhiều bạn. Bạn sẽ chờ, sẽ thấy là mình quá già để học. Xong rồi cuối cùng các bạn cũng lại thấy tiếc. Nó thấy 2 năm trôi qua, 3 năm trôi qua mà mình vẫn không học design, trong khi mình đã tăng tới 3 tuổi. Thì nếu mà các bạn muốn học á, thì các bạn cứ
cứ học thôi. Tại vì nếu mà không học thì sau này bạn già hơn thì bạn lại nuối tiếc. Và cuối cùng á, có một cái mà rất là ít người đề cập tới với Huy thì design nó mở ra rất là nhiều cánh cửa mới. Huy tốt nghiệp RMIT và Huy nằm trong top 10, thậm chí Huy là áo khoa. Thì khi mà nhìn lại top 10 của RMIT cái năm Huy tốt nghiệp đó, giờ 10 người chắc cũng chỉ còn có 3 người là làm trong ngành design thôi. Và cái điều này á, nó không phải là do ngành design bạc đãi gì họ hay là không có tốt. Cái vấn đề là họ được tiếp xúc rất nhiều với lại những người doanh nhân hay là những cái cơ hội để mà startup, để mà làm những cái công việc khác nhau nó phù hợp với bản thân họ hơn, cho nên là họ mới chuyển ngành. Thì trong design á, các bạn sẽ được có cơ hội làm việc với rất là nhiều những doanh nhân cũng như những doanh nghiệp mà làm việc về thương hiệu đó, cho nên là các bạn sẽ biết cái cách làm sao để marketing, làm sao để làm thương hiệu, làm sao để làm cho cái thẩm mỹ của cái brand tiếp cận được cái khách hàng, cái đối tượng khách hàng mục tiêu nó dễ dàng hơn. Cho nên là thường các bạn sẽ ra và mở nhà hàng hay là mở cà phê hay là mở tiệm xôi, rất là nhiều những cái hướng để mà các bạn đi theo. Bạn thì làm marketing head, bạn thì làm creative director, HR cũng có. Cho nên là cái lĩnh vực của design đó, nếu các bạn học và nếu có lỡ may mà ra trường các bạn không có kiếm được việc làm hay là cảm thấy design không phù hợp, thì những cái mà các bạn học được ở trong môi trường design á, nó cũng không hề lãng phí. Các bạn vẫn có thể dùng cái khả năng design của mình để design những cái logo hay là menu hay là billboard và làm cho cái fanpage hay những cái website của các bạn một cách rất là đẹp và nâng tầm thương hiệu để mà các bạn kinh doanh và làm những cái thứ nó còn cao hơn cái việc là các bạn làm graphic design. Chính cái việc mà Huy xây dựng lên DS mà thành công như ngày hôm nay cũng là một phần rất là lớn do Huy từng là một designer thiên về nhận diện thương hiệu. Và Huy tin rằng là các bạn cũng có thể làm được như vậy nếu mà các bạn học design một cách nó hoàn chỉnh, chỉnh chu và có cố gắng. Rồi, qua cái podcast này đó thì Huy cũng mong là Huy chia sẻ được một phần nào đó để các bạn không có sợ cái việc mà già quá không học design được. Tại vì theo Huy á, cái việc học nó là một cái chuyện rất là dài. Và nếu các bạn làm một cái nghề mà các bạn không thích suốt cả cái cuộc đời còn lại 40 năm, 50 năm thì Huy nghĩ cái đó là một cái sự bất hạnh thật sự. Thay vì vậy thì chúng ta có thể thử nhiều cái nghề khác nhau, thử nhiều những cái lĩnh vực khác nhau để chúng ta mở rộng cái hiểu biết ra. Nhất là trong cái thời đại mà không biết là sắp tới những cái ngành nghề nó sẽ thay đổi như thế nào. Nó chỉ có tốt nhất là chúng ta trang bị từ bây giờ. Khi mà công nghệ nó thay đổi và chúng ta không có hiểu được là sẽ có ngành nào mất đi hay là ngành nào diễn ra, thì cái cách chắc chắn nhất Huy nghĩ vẫn là nên học. Và design là một cái ngành Huy thấy khá rộng và chúng ta có thể hiểu được cái thế giới vận hành như thế nào, trang bị được những cái thẩm mỹ, sáng tạo, văn hóa hay là network, thì nó vẫn là một cái ngành rất là phù hợp cho dù là các bạn 30 tuổi. Và nhân tiện đây thì kênh DS cũng đã được 5 năm rồi. Cho dù là dạo này Huy khá là bận với những cái công việc ở công ty, cho nên là không có làm được nhiều podcast hay video cho các bạn. Tuy nhiên thì mỗi khi mà Huy rảnh thì Huy luôn nhớ về các bạn. Và Huy muốn thích làm podcast với lại vlog lắm, chỉ là không có đủ thời gian thôi. Cho nên là các bạn thông cảm cái này và luôn ủng hộ DS ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.